Hello, xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay gia đình Mai Vũ đi ăn lễ ra trường ở của anh hàng xóm. Thì hôm qua Danny đó có tới ở cái video của gia đình mình, thì bữa nay mình lại qua nhà Danny để mà ăn lễ ra trường. Ở bên này á, bây giờ hiện tại bây giờ đang là mùa ra trường nên đa số là gia đình họ sẽ tổ chức ăn uống cho mấy đứa học sinh ra trường đó mọi người, tại vì đây là một cái kỷ niệm cho tụi nó nên có nhiều người họ tổ chức quá nên có nhiều cái lễ ra trường đó là phải đợi tới tháng 7 chắc là sẽ làm xong để cho tụi nó nhập học đó. Có nhiều người họ họ tại vì cái đứa này nó đi ăn lễ ra trường quá đứa này cái đứa kia lại đi đi lại đó, thì ở trong lớp có bao nhiêu đứa là tụi nó phải đi hết một vòng như vậy chắc cũng phải hơi lâu đó. Nên bây giờ thì mình đi qua bên đó, cái chỗ này rất là gần nhà của mình luôn. Ở đây anh này giống kiểu hàng xóm vậy đó mọi người, cũng gần nhà lắm, là đi bộ cũng tới đó, nhưng mà thôi mình đi xe ha. Này mọi người thấy xe đậu trước không, quá trời xe luôn đó. Bây giờ mình mới chuẩn bị đi vô đó, cái nhà có bong bóng màu vàng kìa, đi vô để ăn mừng đó. Tụi nó đang chơi bóng ở ngoài, quá trời xe đậu trước luôn. Congratulations, mấy đứa bạn nó đang chơi. Mình rủ con trai mình đi mà nó không chịu đi, thằng lớn nó không chịu đi, không có chỗ đậu xe. Hồi nãy nó đi bộ có chỗ đậu xe. Again này cô Lan. Hello, Flash, long time no see, Flash. long time no see. Ủa có cô. Con chào cô. À, gặp cô Lan với chú Việt nữa. Thằng kia đâu? Long đi còn cả. Gặp cô Lan với chú Việt mới hôm qua ăn lễ ra trường của Henry nè. Tụi nó đang chơi vui quá nè. Ơi. Cô. Rồi, tụi nó đang chơi banh với nhau. Chắc mấy đứa toàn là con trai không, học chung trường đó, của Danny á. Con chào cô. Chào Chào cô Tâm. Ai trên. Hi. Ôi chà. Đây Danny đây. Bong bóng có cái bánh to. Ở đây có rất là nhiều đồ ăn mình tự phục vụ nha, ai thích ăn món nào á thì tự lấy món đó, tự mình chọn những món mà mình muốn ăn và sau đó thì mình đi tìm chỗ ngồi, tại vì ảnh để rất là nhiều bàn đó, mình thích ngồi ở đâu thì mình ngồi. Ở trong nhà là có mấy cô bác đang là ngồi ăn chung với nhau đó. Mình sẽ chọn những cái món mà mình thích, nhiều món hấp dẫn. Ôi, đồ Mỹ nè, mình muốn ăn gì thì mình lấy, chắc mình lấy miếng cơm chiên. Bên đây là cái này là sườn nướng BBQ à. Chả giò. Đây là cái bánh bánh bột lọc. Đây có cái mì xào. Anh lấy cái đĩa mì này cho bé ăn, sao nó ngồi đó cho chúng nó đi lung tung anh. Đây có cái này là cái súp, là cái súp đó. Ở ngoài mấy người chơi ở ngoài ăn uống ở ngoài vui, chút xíu mình ra đó mình quay, bây giờ mình ngồi đây mình ăn. Một đĩa mì với lại một chén súp và đây ngồi mình ngồi đây mình ăn nha, mời cả nhà ăn. Mẹ ăn Ben ăn đi Ben. Gặp lúc mình mời mình chưa có ăn, mình chờ để đi qua đây ăn đó mọi người, đang đói.
Nhưng mà ăn giống kiểu buffet mà. Ăn giống kiểu buffet thì tự phục vụ ha. Tự phục vụ, tự tìm chỗ ngồi. Ngon mà, ngon. Ngon mà ơi. Đang đói ăn không? Ăn nướng rồi mà khay, ăn nướng rồi mà khay bò. Thịt bò nướng. Nhưng mà hơi to. Súp cua ngon nè mọi người. Bánh bột lọc. Không phải, cái này là nem. Tưởng đâu bánh bột lọc chứ. Là nem, nem chua nha. Có cục ớt trong này, mình không ăn ớt. Nem nha. Wow, ngon rồi. Bánh bột lọc ai dành em. Dĩa này. Ăn dĩa này là no. Chết món súp à. Mấy chú bày ra một bàn đang ngồi nhậu à. Hết tấp này đi tới tấp khác lại. Hãy đi lên cái tên biết. Congratulations Danny. Thank you. Rồi Danny. Danny good job. Danny có hộp để tiền luôn kìa, để cái gift card luôn kìa. Wow, who made this for you? Oop, where are this? All people can put the. Yeah. Cái này mọi người có thể để cái thiệp congratulations in here. À. They play football. Graduation with. Ủa cái này. Cái này như vậy là để làm gì? Nếu mà mình không có cái gì thì mình có thể viết cái lời chúc vô đây. Đây, hồi nãy mình tính ăn cái súp nữa nhưng mà giờ mình thấy chè sôi nước, mình ăn thử miếng chè sôi nước này, nhìn hấp dẫn rồi. Ở ngoài đây chè với mấy chú ngồi ngoài đây. Có người lớn. Không có người chụp hay. Bay bông hồng đây đẹp quá. Đây là bây giờ là cái mùa bông hồng á, chỗ nào nó cũng nở quá trời. Ở bên đó mấy em vẫn còn vui chơi ăn uống, chắc là mình là xin phép đi về tại vì nãy giờ ăn đủ rồi đó. Bây giờ mình đi về đi mua đồ cho thằng con trai tại vì hồi nãy mình rủ nó đi nó không có muốn đi á mọi người. Nên nó không có ăn đồ Việt Nam, mình đi ra ngoài mình kiếm cái gì để mua cho nó. Thì hiện tại bây giờ mấy đứa nó vẫn còn đang chơi hoặc là một số người họ cũng ra về đó. Thì Mai Vũ về ba sớm. Ba nó tới đây mua cái đồ này cho cái thằng lớn. Tại nó không có chịu đi ăn tiệc á. Nên nhà mình no rồi nhưng mà để vô đây coi coi. Ba nó mua cái gì cho nó. Ba đi theo má mi Ba.
cái nhà hàng này giống như nhà hàng của nhà hàng này giống như nhà hàng của người Mexico. Sao anh order tới hai phần nhỉ? Anh ăn đó hả? One. Anh ăn đó hả? Ở đây đi ăn tiệc. Ben sit down. Ben đi ăn tiệc mà Ben còn ăn đã đi ăn tiệc mà đã đi còn đói hả đó đi? Hả? You have a steak? Steak? Yes, I have steak. For both or just one? One chicken. One chicken? Yeah. Which one do you want chicken? The black beans or the pinto? Black beans. Black beans or chicken? Ôi quá trời đồ đó, mà ăn gì hết hồi nãy anh ăn vậy mà hồi nãy anh không có ăn bên đó à? Đây là cái quán của người Mexico. Ông order cho con ông ăn. Mình tự chọn nè, cái này nó có cà chua. Ok. Corn and sour cream. Anh thích ăn vậy hả? Sao không bỏ trong cái hấu cơm mà anh? You don't want to put it? And add the beef, just the sour cream and the cheese. A lot of cheese on the chicken. Wow. Mình hấp dẫn thì sao anh không bỏ tomato cho nó ở salad? Salad nó ăn mà. Cái đó bỏ salad. Ông đi ăn tiệc mà ông còn mua một cái đồ ăn đó thì làm sao? Mua lộn là sao? Hả? Nói hai mà kêu mua lộn trời. Nói hai là sao? Mua cho thử trong bên ăn tại. Thì đồ hạt vị đẹp. Thank you. Mọi người. Đi ăn tiệc. Ổng đi ăn tiệc mà ổng còn đi mua đồ ăn. You funny. Xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video tới giờ này. Quý vị đừng có tiếp một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ. Chào Mai Vũ, tổng chào tạm biệt. Bye bye. See you next time. Bye bye.